Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 3 mới cải cách sách Robert Sachs nằm trong bộ sách kết nối tri thức. Chúng ta vào bài số 1. Hello, xin chào. Và chúng ta vào lesson 1. Trong lesson 1, các bạn sẽ được học về các mẫu câu, về mẫu câu giới thiệu tên, tự giới thiệu tên. Vậy thì chúng ta sẽ ghi bài như sau. Unit 1. Hello. Lesson 1. Rồi trong bài này các bạn sẽ được ghi những cái từ vựng. Thứ nhất là hello, xin chào. Nó bằng với từ hi, cũng là xin chào. Và nếu muốn giới thiệu tên, các bạn sẽ nói I'm Lucy. Câu này có nghĩa là tôi là Lucy. Và cái từ am này nó là viết tắt của từ I am Lucy. Các bạn sẽ ghi từ vựng này vô trong vở và học cho thuộc nha. Hello, xin chào. Hi, xin chào. I'm Lucy, tôi là Lucy. Hoặc là Hi, Lucy. Câu này có nghĩa là gì? Xin chào Lucy. Mình là Minh. Ok, Hi Lucy, I'm Minh. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại cái phần bài hạ đọc. Unit 1. Hello. Page 10. Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Hello, I'm Ben. Hi, Ben. I'm Mai. B. Hi, I'm Ming. Hello, Ming. I'm Lucy. Rồi chúng ta đọc lại. Hello, I'm Ben. Hi, Ben. I'm Mai. Xin chào, mình là Ben. Hello. I'm Ben. Hello, I'm Ben. Hi, Ben. I'm Mai. Hi, Ben. I'm Mai. Chào, Ben. Mình là Mai. Hi, I'm Ming. Hi, I'm Ming. Xin chào, mình là Minh. Hello, Minh. I'm Lucy. Xin chào, Minh. Mình là Lucy. Ok, các bạn sẽ đọc lại và dịch cái bài này. Translate to Vietnamese to understand the lesson. Ok. Hello, I'm Ben. Hi, Ben. I'm Mai. Hi, I'm Minh. Hello, Minh. I'm Lucy. Rồi chúng ta qua bài activity 2. Point C. Listen, point C, okay. Page 10. Chúng lesson ta nghe 1. Chỉ và activity nói nha. 2. Listen, point, and say. A. Ben. Ben. My. B. Ming. Ming. Lucy. Okay. Hello. I'm Ben. I'm Ben. Ben. Hello, I'm Ben. Hi, Ben, I'm Mai. Hello, hi, hello hoặc hi nhé. Hello, I'm Ming. Hello, Ming, I'm Lucy. Rồi, chúng ta qua cái activity 3, let's talk. Hello, I'm Lucy.
Hi Lucy, I'm Ming. Giờ chúng ta cùng nhau bắt chước nói. Hello, I'm Lucy. Hi Lucy, I'm Ming. Hello, I'm Lucy. Hi Lucy, I'm Ming. Ngoài cái từ hello, chúng ta còn có thể sử dụng cái từ hi. Ví dụ như hi, I'm Lucy. Hi Lucy, I'm Ming. Xin chào, mình là Lucy. Chào Lucy, mình là Ming. Rồi chúng ta qua cái bài số 4 là cái bài nghe, listen and circle. Listen and circle tức là nghe và quan chọn. Page 11. Lesson 1. Activity 4. Listen and circle. 1. Hello. I'm Lucy. Lucy. Hello Lucy. Hello Lucy. I'm Ming. Ming, Ming và Lucy đang nói chuyện với nhau, đó là câu B. Hi. I'm Ben. Hi, I'm Ben. Hi Ben. Hi Ben. I'm Mai. I'm Mai, đó là hình A có bạn Mai. Chúng ta qua activity 5. Look, complete and read. Ok, nhìn, hoàn thành và đọc. Ở đây chúng ta thiếu cái từ gì? Từ hello. À, từ hello, hoặc các bạn có thể viết cái từ hi. À, hello I'm Ben, hoặc là hi I'm Ben. Rồi câu tiếp theo, hello I'm Lucy, hoặc là hi I'm Lucy. Bên dưới hi Ben, I'm my. Ở bên này là hi Lucy, hi Lucy, I'm Ming. Bài học của chúng ta đến đây là hết và hẹn gặp lại các bạn trong bài lesson 2. Goodbye and see you later.